ta sẽ tháo ra và bắt đầu xoa bóp. Đây là số tay của bệnh nhân là chúng tôi đã đắp thuốc hơn 30 phút rồi, và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành xoa bóp. Mọi người chú ý cách xoa bóp nhé, để khi mà chúng ta có người thân người nhà không may bị các di chứng về tai biến thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng thuốc xoa bóp Thảo Mộc Nam để chữa trị một cách hiệu quả nhất. Mọi người chú ý nhé. Rồi, mời anh xoa bóp để chỉ dẫn cho mọi người nhé. Bệnh nhân bị tai biến hơn 3 năm, gần 4 năm, mà tình trạng vai bên trái có tình trạng sệ, bắt đầu đây gọi là sệ vai. Thì trong suốt quá trình xoa bóp thì chúng ta luôn luôn bôi thuốc ướt da nhé, không để cho da khô nhé. Chúng ta dùng trong cái phương pháp chữa bệnh này là chúng ta sẽ dùng thuốc xoa bóp ngay truyền Thảo Mộc Nam nhé, và không kết hợp thêm một loại thuốc nào khác nha. Đối với những bệnh nhân mà bị tai biến và có huyết áp cao thì chúng ta luôn thường xuyên hàng ngày sử dụng thuốc ổn định huyết áp để duy trì huyết áp ở mức an toàn nhé. Mọi người chú ý cách xoa bóp nhé. Sau khi dùng bông tẩm thuốc đắp vào vùng khớp tai ít nhất 30 phút thì chúng ta sẽ tiến hành xoa bóp. Chúng ta sẽ tiến hành xoa bóp. Dùng hai đầu ngón tay cái ấn và day. Ấn và day. Đường tròn nhé, ấn và day cho đường tròn. Chúng ta không massage nhé. Chúng ta không dùng bàn tay để trượt lên vùng da của bệnh nhân, mà chúng ta sẽ dùng hai đầu ngón tay cái ấn và day. Mọi người thấy có sự khác biệt chưa? Chúng ta sẽ dùng hai đầu ngón tay cái ấn và day ở vùng các khe khớp. Mỗi lần xoa bóp như thế này là chúng ta sẽ xoa bóp liên tục ít nhất là 10 đến 15 phút nhé. Một ngày làm 2 lần. Mỗi vùng là 15 đến 20 phút. Cái bà đã sót con bà dùng mấy đầu tay nó dữ thế này nè, con đã dùng ngồi mà nó lên luôn. Nó lên nhưng nó kéo cương em. Và trong suốt quá trình xoa bóp thì chúng ta luôn luôn bôi thuốc ướt da nhé, dùng thuốc xoa bóp Thảo Mộc Nam, bôi ướt da nhé, không để cho da khô nhé. Nó có một cái đường lõm ở đây nhé, và khớp vai làm xung quanh rồi đó. Dùng đầu ngón tay cái ấn mạnh và day, ấn và day mạnh dọc theo mép xương bả vai nhé, dọc theo đường đi của mép xương bả vai nhé. Đó. Và đồng thời thì bàn tay bên kia là chúng ta sẽ ấn và day vào dọc các khe khớp vai. Đối với những trường hợp mà bị sệ vai nhiều là chúng ta sẽ xoa bóp nhẹ nhàng ở vùng khớp vai. Nhẹ nhàng thôi. Bởi vì nếu như mà chúng ta luồn đầu ngón tay cái vào khe khớp vai đang bị hở thì sẽ khiến cái tình trạng hở khớp nghiêm trọng hơn. Cho nên là nếu như mà hở khớp vai và sệ vai thì chúng ta sẽ không xoa bóp. Chúng ta chỉ đắp thuốc thôi. Còn trong trường hợp này là chúng ta vẫn xoa bóp mạnh nhé, vẫn xoa bóp thoải mái nhé.